vào tối ngày 16 tháng 6 năm 2021, kênh YouTube của NGT48 đã tiết lộ MV ca khúc chủ đề single thứ 6 mang tên Awesome của NGT48. Single này sẽ được phát hành vào ngày 23 tháng 6 năm 2021. Link MV ở dưới phần mô tả video nha.